Chào các bạn đến với chương trình Phát thanh Ngon Ngon của trường giáo quán Tân ngày hôm nay. Mình là Khánh Ngân, phát thanh viên nhí của chương trình. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ mang đến những bản tin sau. Bản tin thứ nhất, sinh hoạt kỷ niệm những ngày lễ trong tháng. Bản tin thứ hai, hội thi vui vẻ thiếu nhi tiếng Bưng lên đoàn. Bản tin thứ ba, hội thi vẽ tranh thiếu nhi và năm nhà Bác Hồ dạy. Và sau đây chúng ta sẽ đến với những nội dung chính của chương trình các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung chính của chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Khánh Ngân xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.